Xin chào tất cả anh em nha, quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ là video ngày lễ cho anh em, mùng 1 tháng 5 nha, đầu tháng. Thì em lên cho mình một số cần giá rẻ nha. Ở đây có 30 mẫu cần. Thì giới thiệu sơ lược trước nha, một số cần thì ISO là dài từ tầm khoảng 3 mét đổ lên như này. Cần lua rút đều có nha, khoen nhỏ và khoen lớn. Đây, cứng 3, cứng 4, cứng 5 có. Cần lục thì từ 39 đổ lên, cứng từ 30 này. Đó, những dòng như là 500.000 thôi. 30 như này, EX đây, 39 được có. Một số cần thì 4 mét nha. Đây thì có cần lục của Shimano này. Có sứt bấm tôm như này, DX này, đây có hai con DX nha. Một con sứt bấm tôm, một con sùng sứt leader. Còn một con cần lục 3 khúc luôn. Đó, 3 khúc Shimano này. Dưới trong thì sẽ có cần rút và cần 3 khúc của Daiwa. Có zoom như này, có zoom này. Cần tay thì những dòng như giá rẻ từ 250.000 nha, 5m4 đến tầm khoảng vào 69 9m như này. Tay trợ máy thì sẽ có cần ráp khúc. Đây, và cần tay rút nha. Của Shimano. Cần lua thì sẽ có máy ngang máy đứng, những dòng xích thì những dòng xích như là 1m8, 1m65 như này. Đây, tải mồi cao. Rơi cho mình tầm khoảng từ 60g đến 90g nha. Đây. Cần xích thì có máy ngang máy đứng này. Nó đầy đủ như này. Cần lua gần. Thì trong này cần giá tốt thôi. Thì sẽ có 3 mẫu cần như này. Bên em thì vẫn ship có toàn quốc, hàng thì vẫn đi bình thường như này. Bên vận chuyển lễ vẫn làm nha. Thì mã số 1 ở đây sẽ có một con cần, con này thì dạng cần carbon cho mình công ngâm lan xê nha. Dài con này là 3m này, cứng 30. Con này hàng China xuất Nhật như này. Đó, China xuất thị trường Nhật có mã code đây. Và con này khoen patch của mình là khoen patch chính hãng theo cần đây. Thì loại xích nha. Cứng 30 thì ngọn của mình đo được sát cho này á là ngọn 2.4 ly. Ngọn cần thì sẽ có là 1 2 khoen chạy và nước sơn con này thì màu trắng như này. Đây, màu trắng xanh. Trong tổng thể thế này. Trong long lead cần thì sẽ có xước nha. Cái này là xước sơn nha. Nó sẽ phủ cái lớp sơn ở ngoài á, nó bị tróc ra. Nó không ảnh hưởng gì nha. Hàng tới anh em mình nhận hàng đồng kiểm lại ạ. Con này mã số 1 nặng là 230g, giá 400.000 như này. Đây, 400.000 ạ. Cái nắp chụp sau đây xoáy bạn ở đây như này. Xoáy bạn ở đây này. 400. Mã số 2, một con cần, con này cũng dạng là cần ISO khoen lớn, súp lỡ như này. Con này thì nó dài á là 3m6, con này tính theo cần ISO khoen lớn thì nó cứng tầm khoảng vào độ cứng 3. Đây, khoen của mình là khoen Fuji thường như này. Loại xứ xích nha. Đây, Fuji thường loại xứ xích. Con này ngọn của mình là ngọn 1.4 ly, sẽ có 1 2 đây phải 3 khoen chạy nha. Đây, 1 2 3 4 khoen chạy nha. Nhầm nha, 4 khoen chạy ạ. Cần đi kèm là 4 lóng. Đây. Con này đẹp nha. Con này anh em về xả cần tay nó rơi cho mình tầm khoảng vào 5 h á. Và lóng lít còn rất là sáng. Đây, tổng thể thế này. 36 cứng tầm khoảng độ cứng 3. Nắp chụp thì xoay bằng inox này. Pad của mình là pad thường nha. Đây, pad thường. Cân nặng là 310g, mã số 2, giá 450 như này. Đây, 450.000 ạ. Mã số 3, đây có một con cần lua rút. Cái con này là cần lua rút, cho nên mình lua gần được như này. Đây con lua gần nha, cần rất đẹp nha. Cái này thương hiệu cũng là dòng Gold Feeling Seabass, hàng Korea xuất thị trường Nhật. Dài á là 11 feet là 3m3 này. Đây, 3m3 tải 12 OZ, rồi cho mình tầm khoảng 56g. Tải cá 20 là bao. Và phơi con này là phơi carbon xoắn hai da này. Dàn khoen là Fuji như này. Đây, Fuji loại xe đất xám. Thì con này cứng tầm khoảng với MH. Cái ngọn cần đo được là ngọn 2.5 ly. Đây, con này trừ cái lóng ngọn sẽ có 1, 2 khoen chạy nha. Còn mấy cái lóng còn lại của mình á, đây là carbon xoắn hai da như này. Đó, carbon xoắn hai da. Con này thì mình lưu gần, mình lưu nhớ hơi và nhớ thật đều được nha. Tình trạng con này thì sẽ có sức giam sơ theo cần thế này. Đó, 3m3 nha. Cần lua rút, cứng tầm khoảng MH ạ. Tay cầm bằng cán mút bát vặn Fuji DPS. Cân nặng của mình là 300g, mã số 3, giá 750 như này. Đây, con này 750.000 ạ. Mã số 4, số 4 một con cần ISO. Cái này lại cần ISO khoen nhỏ này. Đây, cần ISO khoen nhỏ carbon. Con này dài là 5m3, độ cứng 2 của dòng Master. Đây, carbon, con này khoen patch chính hãng theo cần nha. Đây, khoen thường này, khoen thường luôn. Thì độ cứng 2 xả tay ra cho mình tầm khoảng 3H, ngọn 1.5 ly sẽ có 1, 2, đây, 3 khoen chạy như này. Đây, 1, 2, 3, 4 khoen chạy cho mình đây. Đây, tổng thể thế này. Tình trạng con này thì vẫn còn ok này. Tình trạng của cần thì nó sẽ có dạng xước, xước dòng sơ thôi. Đó, 5m3 độ cứng 2. Cứng 2 thì tầm khoảng 3H cần tay thôi. Nói chung là không cứng lắm ạ. Tình trạng ok hết. Cân nặng là 330g, mã số 4, giá 400.000 nha. Đây, con này 400.000 cho mình ạ. Đó, cần carbon nha. Mã số 5. Số 5 thì một con cần ISO khoen nhỏ. Con này của dòng Shimano. Đây, Shimano dòng carbon 5m4 độ cứng 2. Con này thì khoen pad là Fuji này. Thì pad Fuji F7, dàn khoen Fuji. Đây, loại xe đất xám. Con này thì thích hợp cho nên mình xả cần tay nha. Đây, thích hợp mình xả cần tay thôi. Ngọn 1.5 ly. Con này cần ra thẳng, xả tay thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 5H nha. Tầm khoảng 4H cho mình á, 4H thôi nha. Đây là cần ra thẳng nha, tầm khoảng 4H thôi. Cứng 3 mới được 5H nha.
đó, phổi phía thế này, kẹt bờ xoắn vần toàn thân. Tình trạng cưng thì nó sẽ có sức dâm như này, đây, sẽ có sức dâm sơ thôi theo thời gian thế này. Rồi 5m4, độ cứng 2 Shimano, cân nặng là 260g, mã số 5, giá 500.000 ạ. Đây, 500.000 nha. Bên này vẫn hỗ trợ xã Cần Tây. Tiếp theo mã số 6. Số 6 thì còn 5H này. Con này cứng hơn này. Cái con này là của dòng NFT này. Đây là NFT dòng carbon, dài 5m4, cứng DX, thì độ cứng 3 nha. Cứng 3 xã tay tầm khoảng 5H đây. Cái dàn khoen con này là dàn khoen full xích này. Đây, dàn khoen full xích, cái đầu bu xích chống xoắn này. Con này thì sẽ có một cái khoen chạy đây á, là khoen Fuji xứ xám, ngọn cần là 1.6 ly, thì nó sẽ ngọn sẽ có cho mình là ba khoen chạy nha. Đây, ba khoen chạy, phôi mình là phôi carbon này, xoắn vân toàn thân nha. Đây, carbon xoắn vân toàn thân thế này, thì dài là 5m4, độ cứng 3. Con này xả tay cho mình tầm khoảng 5H này. Là tình trạng cần sẽ có sức sơn thế này, nó sức sơn sơ nha, dầm thế này. Khoen của mình là khoen xích ạ, thì mấy con này đều là hàng nội địa Nhật rồi, Japan. Pad của mình là pad Fuji F7 này, tay cầm được cuốn chỉ, zin theo cần luôn. Cân nặng của mình là 340g, mã số 6, giá 700.000 như này. Đây, con này giá 700.000 ạ. Khoen xích nha, 700. Tiếp theo mã số 7. Số 7 thì một con cần ISO khoen nhỏ, con này cho mình câu cá tráp, cá hành như này, của đây qua. Con này thì dài là 5m3, độ cứng 1. Con này hàng nội địa Nhật này, đây made in Japan. Cái bản này á là bản Pugamet như này, carbon quicker. Là khoen của mình là khoen full xích này. Đây, khoen của mình là khoen xích nha. Có định vị đầy đủ hết nè. Em nhìn đi. Green line này, định vị này. Và phôi carbon xoắn hai da. Thì con độ cứng 1. Cứng 1 thì chung là tầm khoảng vào 3H cần tay thôi. Ngọn zin đâu cần nha. 0.7 ly. Ngọn đặt. Sẽ có định vị này. Đây, ngọn sẽ có 1, 2 này. 3 khoen chạy nha. 4 khoen chạy nha. Đều có định vị hết. Đó, tất cả lóng đều có định vị này. Định vị lóng định khoen hết nha. Con này thì đời cao. Cho nên mình cắt tráp, cái hành khỏi bàn luôn. Câu cảm giác thôi nha. Đó, lóng đẹp này. Và cái lóng thứ hai dưới của mình lên á là phôi carbon xoắn hai da. Đây, tổng thể thế này. Rồi đây qua 5m3, độ cứng 1, made in Japan. Cân nặng của mình được á là 180g, mã số 7, giá 1.200.000 như này. Đây, con này giá là 1.200.000. Đây, cần rất đẹp nha. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì ở đây sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ, mà con này cứng như này, độ cứng cao nha. Con này thương hiệu cũng là dòng NFT, dòng Arenot, dài 5m3, độ cứng 4. Cứng 4 này tầm khoảng 6-7H cần tay. Cái pad con này là pad liền thân nha. Đây, pad liền thân như mình. Pad vặn này Fuji, NFT chính hãng. Dàn khoen con này là dàn khoen full xích. Con này thì sẽ có định vị này. Đây, green line. Dàn khoen xích hết, khoen nhỏ. Con này thì ngọn của mình thì đo được là ngọn 1.8 ly. Nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu xích chống xoắn. Ngọn sẽ có 1 này, có định vị nha. Đây, có 1 này, 2 khoen chạy này, 3 khoen chạy này. Sẽ có 4 khoen chạy như này và đều có định vị nha. Tất cả các lóng của mình đều có định vị hết này. Green line. Đó, định vị đầy đủ hết nha. Mấy con này thì nói chung là cứng, anh em về thích mình xả cần tay. Nên cái chép cá mè cũng được nha. Con này xả tay thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 7H như này. 6 đến 7H nha. Cần ra thẳng tắp nha. Phôi dày. Rồi NFT dòng Arenot, 5m3, độ cứng 4, cân nặng của cần là 380g, mã số 8, giá 1.400.000. Đây, 1.400.000 ạ. Rồi con này thì cứng hơn như này, con này cứng 5 này, con này cứng 5 của dòng Daiwa. Daiwa nha, con này thì khoen lớn, khoen xích như này, đây khoen lớn, khoen xích. Con này là ISO khoen lớn của dòng Daiwa Grader, dài 5m3, độ cứng 5. Cứng 5 thì đánh lục độ cần câu bờ kè được rồi. Con này bản nội địa Nhật Japan, có mã code tem vàng đầy đủ đây. Bắt là bất vặn nha, Daiwa chính hãng theo cần. Dàn khoen của mình là dàn khoen full xích như này, đây dàn khoen full xích. Con này thì ngọn của mình thì đo sát cho mình trên này á là ngọn 2 ly, đây có định vị như này. Đây, ngọn sẽ có 1 này. Hai khuyên chạy có định vị này, ba khuyên chạy như này có định vị hết nha. Đó, lóng thứ hai có định vị và sẽ có một khuyên chạy luôn, này có định vị cho mình ạ. Và cái dàn khoen con này là dàn khoen zin nha, zin nguyên bản theo cần hết. Đây, dàn khoen full xích nha. Đó, con này khuyên chạy của nó là khuyên có định vị luôn này, khuyên chạy như này có định vị này, khuyên đề ba là khuyên chạy cho mình. Tình trạng của cần thì nó sẽ hơi cũ thôi, đây, nó sẽ hơi cũ, hơi xước một xíu như này, còn lại thì nguyên bản hết, không hao hụt ạ. Cân nặng của mình là 400g, mã số 9, giá con này là giá 2 triệu như này. Đây, con này giá 2 triệu nha. Con này thì bản ngon, của đây qua Japan, khoen xích hết. Tiếp theo thì mã số 10. Số 10 thì đây sẽ có một con cần lục carbon giá rẻ. Con cần lục này thì của dòng là Pro Manai, độ dài của cần á là 3m9, độ cứng 30. Thì rơi cho mình tầm khoảng một CS như này. Đây, CS. Khoen con này là khoen xứ xám hết nha. Đây, khoen xứ xám.
Con này thì cấn 30 thì ngọn lớn 2.8 ly. Ngọn sẽ có một này. Đây hai khuyên chạy đây này. Khuyên còn lại là ngọn của mình là ngọn nước sơn màu trắng nha. Còn mấy lóng còn lại của mình là nước sơn màu xanh. Con này thì nó còn đẹp nha, đi kèm là 4 lóng. Cấn 30. Đây, đóng speed chống nổi đầy đủ này. Thì con này khuyên pass thường hết nha. Đây, con này khuyên pass thường hết này. Đó, cân nặng của cần được là 390 g, mã số 10, giá 500.000 nha. Đây 500. Con này thì mình câu bạc bãi đánh lục đồ cần đều được như này. Đó, giá 500.000. Tiếp theo mã số 11. 11 thì một con cần lục, cái con này là của dòng Suzumi. Con này thì mềm hơn, dài 3.9, cứng 25, tầm khoảng vào EX của dòng Space Sub. Con này bản Korea xuất thị trường Nhật này, đây có tem vàng và pad con này là pad Fuji như này, F7. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, đây loại xịt đất xám Suzumi. Cứng 25 thì ngọn con này đo được cho mình xác cái này là ngọn 2.6 ly thì nó sẽ có một. Đây và hai khuyên chạy nha. Đây một hai khuyên chạy cho mình. Thì mấy con cần lục là bên đây vẫn hỗ trợ hạ pad nha. Đây hạ pad hạ tay miễn phí hết cho mình ạ. Tình trạng sẽ có sức dâm thế này. Rồi 39 độ cứng 25, còn để cho mình giá rẻ thôi. Cân nặng của cần được á là 370 g, mã số 11, giá 600 như này. Đây con này giá 600.000 nha. Bên trong sẽ có sức sơn ngoài thôi. Hàng Nhật qua sử dụng nha. Còn lại thì ok hết. Đây Suzumi ạ. Tiếp theo mã số 12. 12 thì đây có một con cần lục. Con này đánh đầu cần gần bờ. Thương hiệu của mình là dòng Ryobi. Con này dài 4m, cứng 25. Đây dòng carbon test này. Đây Korea xuất Nhật này. Đây có tem đồ đĩa đây. Cứng 25 nha. EX Pad Fuji. Và dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji rồi. Đây xí đất xám. Cái ngọn của cần thì đo được cho mình xác trên này như này. Là ngọn tầm khoảng ngọn lớn nha. Con này chắc nó được tầm hạng hạ ngọn sẵn rồi nha. Chắc tầm khoảng 3.8 thôi. Con này ngọn của mình là tầm khoảng 2.8 ly này. Cái khoen đề ba có khoen sát á thì nó chạy gần sát cái ngọn chắc tầm cũng hạ 10 sân rồi. Đó, ngọn sẽ có một và hai khoen chạy đây. Con này thì chắc chắn nó hạ rồi như này. Hạ xuống một xíu rồi nha. Đó, mình giá rẻ thôi. 4m cứng 25, lóng semi chống nổi đầy đủ này. Phôi gạch bo xoắn vân. Đây của Ryobi nha. Ryobi, dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji đen, loại xi đất xám. Pad thì vẫn là pad xin theo cần, chưa hạ pad nha. Cân nặng của cần là 320 g thôi, mã số 12, giá 700.000 nha. Đây, giá 700.000 ạ. Mã số 13, 13 thì đây có một con cần lục của Shimano. Con này là dòng Shimano dòng suốt lấy đời này, mắm tôm. Dài là 4m25, độ cứng là DST. Thì cái dòng này là dòng nội địa Nhật nha, Nhật Bản 100%, không xuất thị trường. Cái lông gốc con này, cái chỗ tem này á thì có sức sơn này. Đây có sức sơn ở đây như này. Còn lại thì ok nha, không ảnh hưởng gì. Pad Fuji Stylus, dàn khoen con này là dàn khoen full sheet rồi. Cái dòng sheet leather mắm tôm này thì anh em mình xài nhiều thì biết này. Cái con này thì tất cả dàn khoen sheet này. Cái đầu bu sheet chống xoắn nha, rất là lớn. Cứng DX27 đánh đầu cần gần bờ. Cái ngọn của mình đo được là ngọn 2.6 ly. Đây có định vị như này. Đây ngọn sẽ có một này. Hai khoen chạy nha, có định vị hết này. Đó, cái bo xoắn hay da. Tổng thể thế này. Tổng thể nha. Cần thì nó sẽ còn ok hết. Mấy cái lóng của nó thì nó sẽ có sức dăm sơ thôi. Đó, sức dăm sơ nó này như này. Sức leather mắm tôm này thì huyền thoại rồi. Đánh rất cực kỳ ngon như này. Cái bản này rất là chuộng ạ. Đó, dàn khoen mình là dàn khoen full sheet hết. Không nứt chân, không dập bể này. Sẽ có sức thôi. Cân nặng của mình được là 400g, mã số 13. Giá của này là giá 2.8 ạ. Đây, 2.800.000 nha. Sức leather mắm tôm. Tiếp theo mã số 14. 14 thì sẽ có một con cần lục. Cái con này là của Shimano luôn. Cái con này đẹp hơn, con này dòng Shimano suốt lấy đời em. EV dài 4m25 DST. Thì nó bằng con hồi nãy. Nhưng mà cái bản này thì không bằng bản cái được như này. Đó, bản này thì nó sẽ khoen thường và Indo xuất Nhật. Đây có mã code này và tem đầy đủ đây. Con này thì nó còn đẹp. Thì Pad Fuji Stylus dàn khoen của mình là khoen Fuji xứ xám, khoen thường, còn con kia là khoen xích. Cái ngọn đo được thì cũng là tầm khoảng 2.6 ly thì sẽ có định vị này, ngọn sẽ có 1. Hai khuyên chạy định vị nha. Còn thì nước sơn của mình là màu bạc. Rất đẹp này. Đó, lòng thế này. Thì bên đây vẫn hỗ trợ hạ pad nha. Đây hỗ trợ hạ pad, đóng semi chống nổ đầy đủ luôn. Đây dàn khoen Fuji xứ xám. 425 cấn DX. Con này thì cân nặng là 400g, mã số 14. Giá con này là giá 2.2 triệu. Đây con này 2.200.000 nha. Đánh đầu cần gần bờ. Cái dòng cylinder thì anh em mình chơi rất là nhiều rồi. Mã số 15. 15 thì một con cần lục của dòng Arocat 405 DX này, cứng 27 luôn như này, của C luôn. Shimano con này là 3 khúc. Đó, con này 3 khúc nha. DX cứng tầm khoảng C đối với cần rút. Thì dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, đây loại xi đá xám, bắt gập Fuji F7. Đây tổng thể này Arocat. Đây cái con này thì sẽ có định vị này, mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ định vị lóng nha, cho mình dắt vào á nó thẳng khoen ra, nó khỏi bị lệch nha.
Đây, con này thì khoen để ba đập khoen gập. Và khoen Fuji xứ xám rồi, ba khúc nha, đánh đầu cần và gần bờ. Cái bản này là bản nội địa Nhật này, Japan không xuất thị trường nha. Cân nặng của mình được là 470g, ngọn 3 ly, mã số 15, giá 2.200.000. 2.200.000 ạ. Rồi tiếp theo thì sẽ có một con cần dây trong 3 khúc. Đây, con này dây trong 3 khúc của Daiwa nha. Cái con này có chế độ zoom hay lắm nha này. Đó, hay lắm, hay cái pad nha. Anh em muốn thích zoom này. Thì con này nó dài này là 3m6, cứng 50 nha. Thì nó sẽ có chế độ zoom này. Nó zoom là zoom cái gốc này nha. Anh em mà đây, nó sẽ làm thử cho anh em xem nha. Mình gắn cái gốc dài lên đi. Con này thì anh em muốn mà cái gốc nó đây, muốn nó dài thêm mấy gốc pad ra thì mình kéo vào đây. Nó sẽ zoom tầm khoảng vào 15cm á. Đó, từ cái pad này lên tay cầm á thì nó xa ra. Anh em thích nó gần lại thì bỏ vào đây. Zoom thì mình vặn qua nha, nó sẽ cứng lại thế này. Đó, của dòng Horolock nha. Đây của Horolock. Pad Fuji Daiwa luôn, tay cầm cán mút, cứng 50 thì mình lên khoen. Mình câu ngâm lăn xe được rồi. Đồ bố xích chống xoắn này. Đó, xích chống xoắn này. Cần thì còn đẹp, phôi hai da. Dây trong cân nặng là 380g, mã số 16, giá 500.000 ạ. Đây, 500 nha. 17 thì một con cần Daiwa luôn. Cái con là cần dây trong mà cần rút như này. Đây, con cần dây trong mà cần rút ISO đây, của Daiwa. Con này của dòng Daiwa, dòng Max Drive, độ dài 5m3, độ cứng 1.5. Con này thì bạn Thái Lan xuất Nhật nha này. Có mã có tem vàng. Pad Fuji Stylus, dàn khoen con này là dàn khoen xích nha. Đây, khoen xích này, tổng thể thế này. Thì cứng 1.5 thích hợp cho mình câu cá tráp cái hành thôi. Ngọn con này là 2.8 ly, độ bu 360 độ mình tháo ra vệ sinh được nha. Đó, lỏng thế này, carbon xoắn vân này, mấy cái lóng trên là carbon xoắn vân đó, còn hai cái lóng dưới của mình nha, nên đóng semi chống nổ đầy đủ này, như đóng semi chống nổ nha, có hai đóng semi chống nổ đây. Tình trạng cái lóng sắt dưới của mình thì nó sẽ có sức sơn sơ thôi, nó sức sơn sơ thôi, còn lại thì ok nha. Rồi con này thì dài á là 5m3, cứng 1.5, cho mình câu tráp câu hanh cũng cảm giác thôi. Cân nặng được là 200g, mã số 17, giá 900.000. Đây, con này giá 900 như này. Đi xô cho trong đây qua. Rồi sẽ có một số cần tay. Cần tay thì đây giá rẻ thôi. Mã số 18, một con cần tay chất liệu của mình là Graphic nè. Đây Graphic nè, con này giả vân trúc rất đẹp nha. Dài 5m4, cứng tầm khoảng vào đến 2H cho mình thôi. Đây, ngọn của mình là ngọn đặc, ngọn tháp này. Ngọn long phụng nha, ngọn là 1 ly. Đây, chỗ tháp cho mình đây. Chỗ tháp như này. Thì con này kia nó sẽ chất liệu Graphic, nó sẽ giả vân trúc đây. Giả vân trúc vân gỗ nha. Con này thì mình việc đánh cá chép cá mè chơi thôi. Giá rẻ như này, 5m4. Lóng rất đẹp nha. Và chất liệu Graphic, giá 250.000 nha. 250.000, mã số 18. Cân nặng là 290g. Rồi tiếp theo thì cần tay, cái con này là cần tay carbon, thương hiệu cũng là dòng Ryobi nha này. Đây Ryobi carbon nha. Con này á thì anh nên lưu ý nha, nó sẽ có là 6m9 zoom, 8m1, nhưng mà cái lóng zoom của nó bị kẹt rồi nha. Nó bị kẹt rồi nha. Hiện tại là 8m1 không có zoom vào được, nó kẹt một cái lóng cái góc này. Thì hiện tại cũng cần á thì nó còn chỉ còn cho mình là 6m9 thôi. Đó, mấy cái lóng ở trên này thì có quấn semi này, chống nổi rồi nha. Đây, đóng semi chống nổi này. Cái con này thì 6m9, hiện tại nó rơi cho mình tầm khoảng vào 4H này. Là 4H quấn thế này. Ngọn 1.5 ly. Đó. Phôi carbon xoắn vân nha. Đó, xoắn vân. Mấy cái lóng này thì quấn chỉ chống nổ lên cao hết thì mình về mình cách chép cá mè thoải mái này, không bị nổ nha này. Hiện tại là cần 6.9 nha. Đây 6.9 của Ryobi. 8.1 cái lóng zoom nhưng bị kẹt nha. Đó, báo rõ tình trạng cho mình này. Và cần thì còn ok chứ này, cần ra thẳng tầm khoảng 4H. Rồi Ryobi, con này thì bản có phải là bản nội địa Nhật nha này, Japan, cân nặng chỉ có 240g thôi, mã số 19. Giá có này là giá 800.000. Đây, 800 nha. 8.1 này, 800.000 ạ. Tiếp theo thì con cần tay lóng dài, con này thì dài hơn, con này thương hiệu cũng là dòng Shimano này. Con này là dòng Shimano, dòng Azu cho nên SX-H3 nha, H3, dài 9m này, có chế độ zoom là 9m5. Con này bản Indo xuất Nhật nha. Cái chỗ này thì không phải tróc sơn nè, cái này nó phủ lớp sơn cho mình nha. Đây có tem vàng đây. Cái dòng Shimano này á, thì cái tay cầm của nó sẽ bị dính sơn và nó sẽ hơi nhám như này. Để cuốn băng keo sẵn cho mình đây. Anh em thích ấy, thì mình về mình cuốn băng keo khác cũng được này. Cái nắp chụp con này thì xoáy vặn inox này. Đó, anh em lưu ý nha, xoáy vặn inox. Cái sọ lóng xoáy gốc của mình á, thì sẽ có một cái chỗ cho mình tháo tiếp cái lóng này. Đó, nắp chụp nha, vặn mạnh nó ra thôi. Thì cái lóng zoom con này nó hơi lỏng như này. Cái lóng zoom này thì anh em về chêm keo vào được nha, hoặc mình kéo nó hết, mình câu 9m5 luôn này. Đó, cái này zoom 9m nha, zoom up là 9m5, thông số thế này. Rồi con này thì bên Nhật như này, con này thì về hàng về sẵn á, thì bên Nhật người ta đã cắt ngọn một xíu rồi và đã thay cho mình cái bu khác này. Đó, con này thì hiện tại là ngọn 1.8 ly,
con này chắc nó cất tầm khoảng vào 20 phân á, nó phần carbon xoắn vân, trong con này thì 9m 9,5m, cắt 20 phân thì cũng không ảnh hưởng gì nha, vẫn còn 8m mấy 9m mấy lận. Tập chạy cái này carbon xoắn vân toàn thân đó, Shimano nha. Con này về mà đánh sặc rằng, đánh cá chấm, cá chép được. Cái dòng H3 thì nó sẽ cứng nha, H3 thì nó ra cho mình tầm khoảng 5H, tính theo cần tay và cần ra thẳng cho mình ạ. Có zoom nha, mà cái chỗ zoom này á nó hơi lỏng đó, cái này zoom nhiều á nó hơi lỏng như này, anh em về mình chế thêm zoom vào nha, mình chêm ít keo vào á, thì nó sẽ cứng hơn. Rồi tổng trọng lượng của cần là 350g, mã số 20, giá 1.600.000 ạ. Đây 1.600.000. Mã số 21 này, 21 thì con này rất đẹp nè, con này cần tay trợ máy của Shimano. Cái con này thì có zoom luôn. Đây con này thì dài là 4m3 này, zoom 5m3. Cái chỗ lóng zoom ở đây này như này. Đây lóng zoom ở đây nha. Cái lóng zoom rất là tiện nha, mình câu hai chế độ nó dễ hơn. Thì cái độ cứng con này á thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào tầm khoảng 3H thôi nha. Đây 3H nha. Đầu bu Fuji này, cái đầu bu của mình là đầu bu xứ xám này. Ngọn tầm khoảng 0.5 ly. Cái dòng này đó thì ngọn với là ngọn đặc nha. Đây, ngọn đặc ngọn tháp. Phôi của mình là phôi carbon này. Đây xoắn vân toàn thân. Cần rất đẹp nha. Mấy khoen chạy của mình đều khoen gold hết nha này. Đó, khoen gold. Đó, khoen gold nha. Khoen đề ba, khoen dẫn là khoen xích. Thì anh em muốn câu 4.3 thì mình rút ngang đây thôi này. Rút ngang đây nha là 4.3, còn 5.3 mình rút lóng zoom ra luôn. Thì rất là tiện nha. Đó, 5.3. Rất là tiện cho mình ạ. Đây tập thể thế này. Tay trợ máy nha. Tay trợ máy này anh em mình thích thì mình về có thể là mình làm bằng cần tay cũng được, mình gắn cái đầu bu thôi. Bản nội địa Nhật Japan, cân nặng là 170g, mã số 21, giá 1.000.000 như này. Con này giá là 1.000.000 cho mình nha. Mã số 22 ạ. 22 thì đây sẽ có một con cần tay trợ máy, mà cái con này là cần đắp khúc nha. Cái con này cho mình câu bè này. Con này thì anh em mình đi câu bè cũng được nha. Cái phụ kiện thì nó sẽ có một cái bao vải màu đỏ này. Và nó sẽ có cho mình hai cái nắp chụp. Đây, hai nắp chụp. Con này dạng cần tay trợ máy, rất dẻo nha, tầm khoảng 2H thôi. Đây cái thông số con này này. Cái con này thì thông số chuẩn của mình á là dài 3m nha. Đây, dài 3m đi kèm 4 lóng nha. Đây, 4 lóng. Carbon và giả cho mình là vân trúc, vân gỗ. Tay cầm của mình được cuốn chỉ như này. Đây cuốn chỉ zin đâu cần nha. Cái này có sẵn của mình. Zin luôn, Pat Fuji F5. Khoen đề ba là khoen Fuji giả quang. Còn mấy khoen còn lại của mình á là khoen Fuji xứ xám như này. Là xứ xám hết. Nói chung là mềm dẻo nha. Con này thì tầm khoảng vào 2H thôi. Cho mình câu bè. Đây ngọn của mình là ngọn đặc này. Rất dẻo như này. Con là cần đắp khúc nha. Con này dạng như là cần tay đắp khúc. Cần 4 khúc á. Cho nên mình câu bè này. Nó rất là dẻo nha. Đây câu bè mình câu bè thôi. Câu cảm giác thôi, rất là mềm. Tổng trọng lượng của cần thì cân được cho mình này là 150g, mã số là 22, giá 400.000 nha. Đây, 400. Đẹp nha. Đó, cho mình trải nghiệm những dòng tay trợ máy. Giờ mình câu bè thôi. Tiếp theo thì mã số 23 thì đây sẽ có một con cần lô. Đây con cần lô hai khúc máy đứng. Có đại thương hiệu của mình là dòng Suyumi, dài là 5 feet như này, 1,5m nha, ngọn UL. UL thì hầu như là mềm nhất cho mình rồi. UL thì nó tải mồi tầm khoảng vào 8g thôi, dạng khoen Fuji xứ đen, ngọn của mình là ngọn 1.8 ly. Phôi carbon xoắn vân toàn thân này, bắt là bắt vặn nha, Fuji luôn. 1,5 như này, ngọn UL cho mình câu bè, mình câu tôm càng, mình câu cá nâu, cá rìa được nha. Đó, lúa suối. Cân nặng chỉ có 100g, mã số 23, giá 500.000 ạ. Đây, 500 như này. Mã số 24 thì một con cần cho mình câu bè, con này cứng nha, con này thì là máy ngang. Đây, con này thì thông số của mình là bị phai rồi. Thêm đọc thông số chuẩn này. Cái độ dài của con này là 1m75. 1m75 nha, dạng khoen Fuji, ba chân xứ xám. Cái ngọn của mình thì đo được là ngọn 1.8 ly. 1m75 máy ngang, con này cứng tầm khoảng vào MH này. Đây cứng tầm khoảng MH nha. Tay cầm cán bút phát vặn Fuji chữ vàng. Đây máy ngang nha, cứng tầm khoảng MH. MH thì cái con này anh em mình tải mồi á thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 2 đến 30g được này, thoải mái nha. Đó, khoen phát Fuji hết. Cân nặng của mình là 160g, mã số 24, giá 600.000. Đây, 600 nha. Con này thì mình đu lóc, đu chẽm, đu bạo lực được ạ. Rồi 25 này, 25 thì đây sẽ có một con này là con cần zip này. Đây con zip của dòng Martini nha. Cái dòng Martini Ocean này thì anh em mình xài rất là nhiều này. Con thì em bán rất là chạy này. Giá tốt cho mình ạ. Con này là cần cắm gốc, cho nên mình zip trụ điện á, zip mồi tầm khoảng vào 60g đổ lại nha. Đây con này thì bao nguyên bao vải zin chưa xài qua nha này. Lưu ý nha. Con này là con cần mới tinh chưa xài qua. Đó. Con này thông số thì sẽ ghi sẵn cho mình trên cái bao này. Mình kỹ nha. Dòng Ocean Tini Zigger. Cái bản này là bản No 1 nha. No 1 thì nó sẽ dạng cảm giác. No 2, No 3, No 4, No 5 nữa. Mà bên em chỉ có No 1 thôi. Thì sẽ để cho mình giá tốt thôi. K5
Cái thông số của mình thì ghi sẵn đây, cần carbon rod cho anh em. Đây, con này thông số ghi này. PE thì nó sẽ hỗ trợ từ 0.8 đến 1.5. Con này thì dài 1.8, cắm gốc cứng tầm khoảng và M nha, tính theo cần lua. Con này mass power là 10 kg nha em. Con này tải tận 5 kg, thông số tải mỗi từ 7 đến 60 g, đa năng nha. Con này thì phôi của mình là phôi carbon này. Đó, phôi carbon, khoen của mình là khoen loại sứ. Bát vặn này, đây Japan nha em. Đây Chini Japan này, chính hãng của mình luôn. Con này thì cần mới tinh chưa xài qua, anh em cứ tham khảo nha, ngọn 1.4 ly. Con này thì giá thị trường 850, thì em để cho mình giá tốt thôi. Dòng đô 1 nha, dít hàng nhẹ, giá 750 nha, 750.000 ạ. Rồi cắm gốc thì đây sẽ có một con máy ngang như này. Con này là máy đứng, con này máy ngang bạo lực này. Con này của Saurus, đã có sử dụng nha. Con này thì Saurus nội địa Nhật rồi. Cần cắm gốc của dòng Saurus, dòng Saltwater Sportsman. Độ dài con này là 7.6, dít như này, 2m28. Thông số tải mồi từ 30 đến 80 gram, tải cá tầm khoảng 30 lờ bao. Con này dạng khoen cũng là dạng khoen full xích này, ba chân, dạng khoen bướm nha. Con này thì dạng cứng trên MH này. Đó. Cần rất đẹp nha. Cắm gốc 2m28. Đây đầu bu xích chống xoắn, bu lớn này. Tập thể cái này. Đó, con này thì anh em mình zip mồi hàng nặng cũng được này. Thì con này lô mát 80 gram á, anh em zip tầm khoảng vào 120-150 được nha. Japan. Bát vạn Fuji chữ vàng, ngọn của mình là 2.6 ly. Cân nặng là 290 gram, mã số là mã số 26, giá 1.8 ạ. Đây 1.800.000 nha, khoen xích như này, cái này mình zip này. Ở đây sẽ có một con cần zip nữa, cái con này là con cần zip máy đứng như này. Đây cần zip máy đứng là thông số con này như sau. Con này thì cũng là 2m28 luôn, 7.6 của dòng rất sơn như này. Rất sơn này là thương hiệu này của Mỹ nha. Đó, con này thì sản xuất tại hàng Đài Loan như này, tại Taiwan này. Thông số là 2m28, lua là từ 10 đến 60 gram, tải cá là mắt 25 lờ bao. Dạng khoen con này là dạng khoen full xích nha, ba chân, khoen bướm, phát vạn Fuji. Đây, con này mình xích như này. Đây xích cũng dạng hàng vừa thôi, 60 gram ạ. Đây con này ngọn lớn nha, tầm khoảng 2.8 ly. Cần thì nguyên bản nguyên zin hết. Mấy con này thì em xích cũng dạng bạo lực rồi. Ok như này. Rồi gốc của mình á thì bằng gold này, inox như này. Cái này thì anh em về kiếm một nắp chụp và mình chụp á để mình xích mình trì nó cái bụng á nó khỏi đau này. Cân nặng của mình được là 340 gram, mã số 27, giá 1.600.000 á. Đây, 1.600.000 nha. Mã số 28 từ đây sẽ có một con cần zip như này. Con này dạng zip câu lua cho mình này. Con này máy ngang mà độc lạ nha. Con này cái ngọn mình là ngọn cắm này. Đây cái ngọn mình là ngọn cắm như này. Nó cắm zin theo cần nha, trên khúc như này thôi. Dạng cái con này độ dài cần là 1.9 nha. Và dạng khoen của mình là dạng khoen Fuji Silicon. Đây Fuji Silicon mà con này là khoen nòng sống nha. Cái khoen Fuji Silicon này á mà khoen trắng đã mắc nha, khoen đen mắc hơn. Khoen vàng này thì anh em cực kỳ hiếm nha. Nó cực kỳ hiếm cho mình này. Bát vạn Fuji. Con này máy ngang. Con thích cho mình câu bè. Đó, câu bè câu ngâm. Em nhìn kỹ nha. Cái ngọn này thì ngọn nó hơi độc nha. Ngọn của mình là ngọn cắm. Đây, ngọn cắm như này này. Có đây là ngọn mình là ngọn zin theo cần nha. Zin nguyên bản luôn, 1.9. Đây cắm vào này. Con này thì nó cứng tầm khoảng với M cho mình ạ. Đó, cứng tầm khoảng M như này. Khoen xích gold hết. Thì cân nặng của mình là 160 gram, mã số 20-28. Giá có là giá 800.000. Đây, 800 nha. Con này thì khoen hơi muối này. Cái này thì anh em về mình xịt tờ 7 mình tự vệ sinh nha. Tại vì hàng nhiều quá không vệ sinh được. Mã số 28-29 nè, 29 một con cần máy ngang luôn. Con này là cần một khúc luôn như này. Đây một khúc máy ngang. Con này thì pass up gold, tay cầm con này bằng cán bần. Và cái độ dài của mình là 6 feet, là 1.8 nha. Đây 1.8. Cái con này thì cũng tương đối cứng. Và dàn khoen của mình là dàn khoen full xích nha. Con này của dòng pass nha. Pass là cái dừa thương hiệu của Mỹ. Con này tất cả dàn khoen xích này 1.8, độ cứng con này tầm khoảng MH nha. Cứng nha, còn tầm khoảng MH. Ngọn cần thì đo được là ngọn 2.8 ly luôn. Đó, cũng tương đối cứng nha. Tất cả dàn khoen xích đây này. Đây, tương đối cứng như này. Tổng thể thế này. Rồi cân nặng của mình được là 180 gram, mã số 29, giá 800.000. Đây, 800 nha. Rồi cuối cùng thì 30 này. 30 thì một con cần Lugan. Cái con này là của dòng Pat trong Mỹ đây. Đây, con này giống con hồi nãy luôn. Pat cây dừa như này. Con này thì nó dạng Lugan và nó sẽ dài cần 2 khúc. Độ dài cần là 11.6. Chuẩn xác của mình đo được chính xác nha em là 3m48 nha, gần 3m rưỡi. Thông số tải mồi từ 3/8 đến 1/2 OZ, tầm khoảng 42 gram. Tải mồi là 20 lờ bao. Tay cầm con này thì nó bằng cán bần này. Dàn khoen của mình là dàn khoen full xích 3 chân hết nha. Đây thương hiệu của Mỹ nè. Con này thì Mỹ bán tại thị trường Nhật Bản nha. Đó, con này thì nếm cả trộn luôn. Khoen này ba đầu khoen xích, khoen lớn cho mình đây. Cái ngọn của mình thì đo được xác cho mình trên này á, là ngọn 2.6 ly. Đây phôi carbon xoắn vân như này. Đó, cần đẹp nha.
tem vàng đầy đủ này. 3m48, độ cứng tầm khoảng vẫn MH ạ. MH cái này. Lùi nhá, hơi nhá, thật được Dugan. Cân nặng của mình là 300g, mã số 30, giá 2.500.000. Đây, con này 2.500.000 nha. Mấy con này thì anh em về cầu khỏi bàn rồi. Rồi tổng thể thì sẽ có 3 mẫu cần, thì anh em ứng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Bên em thì sẽ ship có toàn quốc, anh em nhận hàng đồng kiểm, trong sẽ ship tới tận nhà nha. Thì có nhân viên giao, anh em cứ nhận hàng kiểm tra lại một lần nữa. Đúng hàng mình chốt, đúng cần thì mình trả tiền của nhân viên giao hàng thôi. Rồi chúc anh em có một ngày lễ cuối cùng nha, vui vẻ, đi câu thật nhiều cá, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau.